Ông lão da màu này đã dùng một nửa số tiền nghỉ hưu của mình đổi lấy 15.000 chip poker để thử vận may. Hiện tại nhà cái đã có 10 điểm nhưng họ vẫn còn một lá bài nữa chưa lật. Ông đưa mắt ngó sang lá bài của nhà cái rồi nhìn lại lá 10 và lá 6 của mình. Sau một hồi do dự liền hạ quyết tâm ra hiệu chia thêm bài. Rõ ràng lá bài mới này đã làm số điểm của ông vượt quá 21, đồng nghĩa rằng ván cược này đã làm ông ấy bay mất 9.000 đô. Thế nhưng trông bôn lão lại không có vẻ gì là tiếc nuối cả. Đã vậy còn hỏi ngược rằng tôi sau khi tôi thua thì còn bao nhiêu? Nhân viên thông báo số chip còn thừa lại trên bàn là 102.000, khiến hai người bạn sau lưng ông lão mới ngớ người kinh ngạc. Thì ra trong lúc bọn họ vắng mặt, ông ấy đã nâng số chip ít ỏi ban đầu của mình lên gấp 10 lần, đúng là gừng càng già càng cay. Hai người bạn khi nãy còn chê bai can ngăn nhưng giờ đây đã phải phục sát đất không ngừng xin vía may mắn của bạn già. Bốn người đàn ông lớn tuổi này từng là những bạn thân thời niên thiếu hoạn nạn luôn có nhau, nhưng khi lớn lên mỗi người lại ở một nơi và có cho mình một cuộc sống riêng. Thoáng chốc đã hơn 50 năm trôi qua, bộ tứ ngày nào lại có cơ hội được tái ngộ cơ, mà rốt cuộc là vì lý do gì mà bốn người đều đồng loạt có mặt ở Las Vegas thế này? Nơi mà tiền tới thì nhiều ấy, phải cầm được tiền đi ra lại là chuyện khó. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bốn lão già trông có vẻ yêu đời nhưng thực chất lại có những phiền muộn sâu trong lòng. Đơn cử như Sam, ông ấy và vợ đã kết hôn được nhiều năm mà lại không có con. Tuy tình cảm giữa hai người cũng rất sâu đậm thế nhưng vì đôi chân không được khỏe mạnh nên đôi lúc ông không thể cảm nhận được niềm vui vốn có. Archie thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi mắc chứng cao huyết áp của người già. Tuy có gia đình con cháu đuề huề nhưng vì cậu con trai lo lắng hơi thái quá nên thi thoảng ông cảm thấy mình như bị trói buộc đến mức nghẹt thở. Còn Buddy hiện tại thì vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi người ông yêu thương nhất đã rời bỏ mình cách đây một năm. Tâm trí ông ấy bây giờ vô cùng cô đơn và lạc lõng, không lúc nào không nhớ người vợ quá cố đầu gối tay ấp. Trong lòng bốn lão già lụ khụ sắp sửa gần đất xa trời này thì có vẻ như Billy là người có cuộc sống thoải mái và thành đạt nhất. Dù tóc đã chuyển màu nhưng ông ấy vẫn còn khá phong độ, dư sức điều hành tốt công việc kinh doanh. Thậm chí còn đang chuẩn bị kết hôn với cô vợ trẻ trung xinh đẹp. Sáng hôm ấy, Archie trùng chăn nằm bất động trên giường không chịu thức dậy. Con trai bước vào nói nếu bố cảm thấy không khỏe thì con sẽ ở nhà với bố. Archie vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không cần, rồi còn lấy lý do đêm qua mình đã tè dầm ra giường nên không muốn để mọi người nhìn thấy. Hiểu được lý do bố đang muốn giữ thể diện nên cậu con trai chỉ đành đóng cửa rồi rời đi. Chỉ chờ có thế và bố lão liền lập tức bật dậy khỏi giường. Ông đội mũ lấy hành lý buộc túi đeo hông rồi để lại một mảnh giấy với lời nhắn mình đi ra ngoài xả xì chết vài hôm, cả nhà cứ yên tâm đừng đi tìm, bố yêu tụi con. Sau đó ông lão lén lút kéo rèm mở cửa sổ thăm dò xung quanh, hít một hơi thật sâu xong nhảy xuống với cửa sổ có độ cao đáng sợ. Xe của Sam đã đợi bên ngoài từ lâu, đón được Archie và Pa đi thì ba người họ liền tức tốc lên máy bay kéo nhau đến Las Vegas tập hợp với Billy. Thì ra trước đó ba người bạn nối khố này đã nhận được lời mời tham dự tiệc độc thân của ông bạn sắp cưới. Thế nhưng khi họ sắp sửa vào khách sạn để nghỉ ngơi thì lại được nhân viên ở đây báo rằng nơi này đang tiến hành sửa chữa, phải sang năm sau mới vào ở được. Vậy nên là cả ba quyết định sẽ di chuyển đến khách sạn của Billy để ở tạm. Đang lúc ngồi chờ nhận phòng thì họ bất ngờ bị thu hút bởi một giọng hát thánh thoát bắt tai. Sam và Archie đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này để mời cô ca sĩ xinh đẹp một ly. Đến cặp ba đi hóa vợ cũng không thể cưỡng lại được sự tò mò mà vội vàng tiến đến để chiêm ngưỡng nhan sắc của mỹ nhân. Sau một hồi trò chuyện thì cô ca sĩ cũng đồng ý chính thức nhập hội với bốn người bạn già. Thế là cả bọn rảnh rỗi sinh nông nổi không biết làm gì đã rủ nhau đến một sòng bạc để giải trí. Tuy nhiên khi thấy cô bạn mới quen rời đi cùng với Billy khiến Paddy cảm thấy hơi buồn và có chút hụt hẫng. Hóa ra hai người họ trước đây đã từng rất thân thiết, nhưng khi vợ của Paddy qua đời thì Billy đã không đến viếng mà chỉ gửi thiệp chia buồn. Điều đó vô tình khiến mối quan hệ giữa ông ấy và Paddy trở nên rạn nứt. Thậm chí Paddy cũng chẳng muốn có mặt ở bữa tiệc độc thân của thằng bạn vô tâm. Nhưng vì để chiều lòng hai ông bạn già còn lại mà đành phải đồng ý nhận lời cho xong chuyện. Lúc này Archie đã nhìn thấy thứ mình yêu thích nhất thời còn trẻ. Ông vui vẻ ngồi xuống bàn, còn Sam và Paddy đứng đằng sau như hai vệ sĩ làm bô lão càng thêm phần khí thế. Thanh niên ngồi kế bên thấy vậy liền cả khịa, ông lão da màu làm gì có tiền mà chơi. Archie không nói không rằng đáp trả lại bằng một xấp tiền mới cáu mà mình mới rút từ ngân hàng. Khi biết ông ấy đã lấy một nửa số tiền lương hưu để chơi bài thì hai người bạn già không khỏi sửng sốt. Tuy nhiên dù có ngăn cản thế nào thì Archie cũng nhất quyết không chịu nghe. Hôm nay phải chơi cho thật đã, vì chẳng mấy khi được dịp trốn con cái đi xả hơi mà, với lại biết đâu đây là lần cuối bản thân được bung lụa. Khi Archie bảo hai người ngồi xuống chơi cùng mình thì lại vô tình làm đổ chai rượu lên người cậu nhóc, khiến cậu ta tưởng ông lão chất chơi cố tình gây sự với mình nên cũng rén ngang mà lật đật bỏ đi luôn. Nhân viên đếm tiền một lúc thì trực tiếp đổi cho Archie 15.000 chip để ông bắt đầu làm ăn. Sam đứng sau cảm thán bài bạc này kích thích quá khiến trái tim già nua yếu ớt của ông không chịu nổi, vậy nên đã chạy sang chỗ khác để tìm các cô gái xinh đẹp trẻ trung. Dù gì thì trước khi đi thì vợ ông cũng cho phép chồng mình chơi xả láng thoải mái hay lừa dối loại ấy vài ngày rồi. Sam cẩn trọng thăm dò xung quanh nhưng mãi chưa có ai hợp mắt cả, và phải đến khi nhìn thấy một bóng lưng quyến rũ mới làm ông thật sự bị thu hút mà trực tiếp tiến tới làm quen.
Ai ngờ khi cô gái đó bất ngờ đứng dậy thì lại không phải như ông nghĩ vài giây trước. Sam giật mình vội vàng đeo kính để xác nhận lại giới tính của đối phương một lần nữa. Việc này còn kích thích hơn cả việc cá cược khẩu vị của lão cũng mặn thật sự. Cứ tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Dù ban đầu có chút e dè nhưng ông rất nhanh đã bắt nhịp và tỏ ra rất hợp gu với cô nàng chuyển giới. Khi cả hai còn đang mải luyên thuyên ba hoa sự đời thì Paddy bên này đã hớt hải chạy tới vẫy tay gọi Sam đến chỗ Archie. Paddy giục Sam mau đi nhanh vì Archie đang mất kiểm soát rồi và một mình ông ta không ngăn nổi tên điên ấy. Trên bàn poker, cô gái chia bài xong thì bắt đầu mời ông lão ra màu đặt cược. Archie nhìn chăm chăm vào lá cây bích của nhà cái rồi lại nhìn về lá 10 và 6 của mình. Sau khi mím môi, ông liếc nhìn người chia bài một cái rồi gật đầu ra hiệu lấy thêm một lá bài nữa. Không may cho Archie đó lại là một con kiêu. Cô Miner chia buồn rồi lấy đi chỗ tiền cược của ông sau đó lại hỏi ông còn muốn chơi nữa không. Archie ngẩng đầu lên hỏi ván trước tôi thua mất bao nhiêu. Cô gái nói không nhiều chỉ đâu đó khoảng 9.000. Hai ông lão phía sau bắt đầu buông lời dèm pha nhưng Archie lại hỏi thế bây giờ tôi còn lại bao nhiêu. Nữ nhân viên cẩn thận đếm lại số chip. Thưa ông hiện tại ông còn 102.000. Hai người bạn già nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên ngay cả bản thân của Archie cũng cảm thấy sốc nhẹ. Bỏ ra có 15.000 mà đút túi tận 102.000. Tính chơi vui mà ai ngờ lại đỏ như vậy đúng là hay không bằng hên. Phe này muốn nghèo cũng khó mà. Nhìn số chip còn thừa làm Archie rất hài lòng mà khệnh khạng ra lệnh đổi hết thành tiền mặt rồi đứng dậy rời đi. Ai ngờ tay quản lý sòng bạc đứng ngay bên cạnh lại không hài lòng và khuyên Archie nên chơi thêm vài ván biết đâu sẽ còn thắng lớn. Thế nhưng Archie rất biết chừng mực. Đừng hòng dụ được ông già này nhé vì tao sống được đến từng tuổi này thì mấy đứa phải biết đầu ông đầy sạn rồi. Tuy nhiên quản lý sòng bạc vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà quyết định sẽ cấp cho họ một căn hộ cao cấp ngay tại sòng bạc này với mục đích gỡ gạc lại chút đỉnh từ Archie. Lần đầu tiên được ở trong một nơi sang trọng và cao cấp khiến ba người họ không khỏi bất ngờ vui sướng chẳng khác nào những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi tham quan khu vui chơi vậy. Tuy nhiên đúng lúc này thì Paddy lại giở chứng lôi chuyện cũ ra trách móc Billy là một kẻ bận rộn vô tâm. Hai ông bạn vừa mở miệng nói giúp thì Paddy cũng đớp cho cứng họng luôn. Thế là tối đó Paddy quyết định ở nhà ăn tối trong khi ba người bạn của ông đến một quán bar để vui vẻ. Xếp hàng mãi mà chưa tới lượt, Archie nhảy số lấy ra một tờ chi phiếu để hối lộ bảo vệ. Ai ngờ hành động này của ông ấy lại khiến anh ta không nhịn được cười. Sam tưởng rằng đối phương chê ít nên cũng nhanh tay móc hết đống bạc lẻ còn trong túi ra góp thêm vào. Bảo vệ thấy thế thì cười phá lên như được mùa. Mấy ông tính làm trò hay sao vì muốn vào đây trước thì phải bắt buộc mua chai rượu trị giá 1.800 đô đấy. Archie nghe thấy liền bĩu môi sờ tưởng gì to tát sao từ đầu không nói sớm. Lão đây vừa thắng lớn nên trò này cứ để lão lo nhé. Cả ba đang vui vẻ thì bỗng nhiên một thanh niên ngổ ngáo xuất hiện kiếm chuyện gây sự với bọn họ. Thấy anh ta nói năng hỗn láo còn động tay động chân khiến Sam ngã lăn ra đất làm Billy rất cay cú nóng hết cả mặt. Đang định dạy cho tên nhóc sức sược này một bài học thì Paddy đã xông tới nện thẳng một đấm vào giao diện của hắn. Sau đó còn không quên cảnh cáo đụng tới ai thì đụng chứ đừng dạy mà ăn hiếp tới tụi này nhé danh con. Hồi tao bằng tuổi mày thì chắc mày mới chưa thành hình con tê tê giữa đũng quần. Nhờ vậy mà mối quan hệ của bộ tứ cũng được hàn gắn, tình cảm của băng đảng bốn anh em lại trở lại như xưa. Paddy cũng nhân cơ hội khuyên nhủ Billy nên cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi kết hôn với cô vợ trẻ tuổi vì ai mà biết được cô ta thật sự yêu ông hay là yêu gia tài của ông. Lời nhắc nhở đó làm Billy có phần hoang mang nhưng ông vẫn quyết định nghe theo con tim mách bảo. Thế là buổi tiệc chia tay độc thân của bô lão đại gia cũng được diễn ra. Ba người tự nhủ đêm nay phải bung lụa thật hết mình để ăn mừng thằng bạn già thoát ế. Archie tuy rằng bị cao huyết áp nhưng lại rất ham vui. Định chiêu nhẹ nhàng thôi ai ngờ được gái mời thì cũng cao hứng nhảy cực sung y hệt như Michael Jackson. Sam thì khỏi phải bàn với mê gái là sở trưởng nên rất hí hửng khi được tiếp rượu cho hàng chục cô em nóng bỏng cùng một lúc. Không những thế còn được một em trong số đó mời về phòng riêng để trò chuyện sửa giúp cái ống nước bị dò. Sam trông thấy cô nàng quyến rũ trước mắt thì hai mắt sáng rực tim đập chân run đang định tìm viên thuốc để lấy lại bình tĩnh nhưng không kịp nữa rồi. Đang lúc cao trào chuẩn bị cho khoai vào lò thì ông sực nhớ đến người vợ ở nhà. Ông cảm thấy có lỗi với vợ mặc dù đã được bà ấy cho phép thoải mái một bữa. Hành động này thậm chí đã gây được ấn tượng tốt với cô gái xinh đẹp. Cô không những không trả đũa mà còn cảm thán vợ của Sam thật may mắn khi có được một người chồng trung thủy như vậy. Archie ở bên ngoài cũng bất ngờ gặp lại cậu con trai nguyên tắc của mình. Ông cũng không giấu giếm nữa mà thổ lộ bố chỉ muốn được tự do bay nhảy ở bữa tiệc của người bạn thân nhất. Bố sẽ sống thật khỏe mạnh để làm những gì mà bản thân cảm thấy thích nên mong con hãy hiểu cho ông già này. Nếu con đồng ý thì bố muốn được uống với con trai mình một ly. Paddy trầm tính từ đầu đến cuối chỉ chọn cách tận hưởng một mình thế nhưng sự thật là ông ấy đang chờ đợi người tình ca sĩ chưa đến. Tuy nhiên sau khi được ông ấy khuyên nhủ thì Billy cũng nhận ra cô ấy mới chính là chân ái của cuộc đời. Vậy là lịch sử lại lặp lại khi hai ông bạn già tiếp tục trở thành kỳ phùng bích thủ cùng theo đuổi một cô gái. Thế nhưng điều mà Billy làm đó là thuyết phục cô ca sĩ hãy cho người bạn thân nhất của mình một cơ hội. Đó cũng là việc mà ông đã làm với vợ của Paddy trước đây, hy sinh hạnh phúc của bản thân để nhường nó lại cho người anh em của mình.
Biết được sự thật đó khiến Paddy rất hụt hẫng, cứ tưởng vợ đã lựa chọn mình, nhưng hóa ra lại do bạn mình cố ý đứng sang một bên. Thế là hôm sau, ông đã quyết định đáp trả lại ân huệ đó bằng việc trực tiếp chất vấn cô bạn gái của lão già Billy. Sau một hồi trò chuyện, Paddy giúp cô ấy nhận ra rằng Billy không thật sự yêu cô ta, thế nên mối quan hệ của hai người tốt hơn thì nên dừng lại ở đây và chia tay sớm bớt đau khổ. Cô gái tuy không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận rời bỏ vị đại gia. Billy cũng nhân cơ hội này mà thổ lộ lòng mình với cô ca sĩ. Sau cùng nhờ có Paddy mà ông ấy đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Từng người trong số họ sau đó cũng đã tìm về với cuộc sống mới và những khó khăn ban đầu giờ đây đã được tháo gỡ êm đẹp. Quả thật tôi rất ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp đẽ của bộ tứ huyền thoại này. Liệu rằng nếu một ngày trong tương lai thì những người bạn chí cốt có còn ở bên ta quẩy tung nóc phá làng phá xóm thế này hay không? Thế nên làm gì thì làm, nhưng hãy nhớ trân trọng những người bạn luôn bên cạnh mình lúc khó khăn nhé mọi người.